Truyện tranh Cậu bé rồng bản đẹp tập 8 Xử tội thần núi. Đây, bạn cũng quan đây, đúng 3 tháng nữa tôi sẽ đưa đoàn thuyền sang chở gỗ về. Nhớ rằng tôi chỉ lấy gỗ trắc thôi đấy, gọi lão trùm gỗ đến cho ta. Tôi cần số lượng gỗ trắc như vậy trong 3 tháng, ông cung cấp đủ không? Dư sức. Soạt, mới sáng sớm mà đứa nào làm ồn ào thế? Trời ơi, người ta chặt cây phá rừng kìa. Tỉa hết cành rồi, đưa cây đi. Ôi, ai cho phép các người phá rừng của ta? Thần núi, chạy đi. Đừng sợ, ông trùm đã chuẩn bị việc này rồi. Lại thần, tôi có chút quà mọn. Thế thì được, muốn chặt cây, mỗi ngày đưa cho ta một con heo quay như thế này. Vậy là cha nhận hối lộ à? Không phải hối lộ mà là quà, quà biếu thôi, ăn đi. Thần núi này chịu ăn hối lộ, ta có cách khử ổng, ta sẽ tha hồ lấy gỗ. Thằng bé rồng là người trời, ta sẽ nhờ nó, ông hãy làm thế này. Con rồng ơi, con thích ăn bánh canh cua phải không? Tôi đãi, có nên từ chối không nhỉ? Con ăn với điều kiện, bác đãi hết cả đám, bà đám cũng đãi tuốt. Hạn chế, mỗi đứa ăn 3 tô thôi. Nò quá, cảm ơn bác. Ở đời có ai dạy mà mời người khác ăn khơi khơi như thế? Cậu giúp tôi tí việc nha. Mình ham ăn, mắc mưu ổng rồi, đáng lý mình phải cân nhắc khi được mời ăn. Thật ra việc này là vì ích lợi chung, tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý. Tôi đi đốn củi trên núi Vân Canh, tôi vô tình tôi thấy thần núi nhận hối lộ của đám lâm tặc. Ổng để chúng tha hồ lấy gỗ quý. Sáng nào chúng cũng cho ổng một con heo quay thật to. Cậu tính việc này đi, không thể để gỗ quý bị mất như thế. Tưởng việc gì chứ việc ấy thì con sẵn sàng. Ha ha, thần thánh có khi cũng bị người lừa. Ông địa đưa thư này cho ông Táo, nhờ ổng đưa về trời cho anh Chử Đồng Tử hoặc Sóc Thiên Vương cũng được. Phải bắt thần núi Vân Canh ngay. Mời thần núi ra nhận lễ vật. Cha nói họ đổi món đi, còn ngán heo quay lắm rồi. Ngày mai đổi cho ta món bê thùi, còn ta ngán heo quay rồi. Bắt quả tang thần núi nhận hối lộ. Đưa thần núi về thiên đình xử tội, ta sẽ báo quan người này. Quan phe tôi mà. Tỉa Vân Canh, ra đây. Cha còn ăn hối lộ, còn chỉ ăn ké. Ta có ghét tội người đâu mà khóc, nghe đây. Trong lúc chờ thần núi khác xuống thay cha người, người có bổn phận phải giữ rừng. Trời, ai sợ con mà bảo con giữ rừng? Họ không sợ thì năn nỉ họ đừng phá, lệ của Ngọc Hoàng đấy. Không sợ, thằng nhóc đó trông ghê gớm thế chứ, dở ẹt à. Không có thần núi, tha hồ lấy gỗ. Dừng tay, có ta đây. Có ông thì mặc kệ ông, mắc mớ gì tới tôi. Ta là tiểu thần núi Tạm. Cốt, to gan dám đánh tiểu thần núi. Chát, nhỏ, á. Bình bình, cho đánh miễn phí đấy. Đánh đã tay rồi, vào đây chơi cho ông làm việc. Dám nhốt tiểu thần núi vào thùng đựng mắm, thù này nhớ mãi. Tiểu Thiên Long, xuống đây cho tôi nói chuyện. Bữa nay ông đi ăn hột vịt lộn hay sao mà nói lộn vậy? Ông lên đây cho tôi gặp, mau. Hi hi, xin lỗi, giận cậu quá nên nói lộn. Cậu tiếp tay cho bọn lâm tặc, cậu biết không? Cậu gọi thiên binh xuống bắt thần núi, bây giờ chúng tha hồ lộng hành. Đúng là tôi mắc mưu chúng, tài bánh canh đấy. Nhanh tay lên. Các người không được phá rừng. Chà, dạo này trẻ con lớn lối quá. Bắt nhốt nó luôn. Dạ. Thằng Tí đâu? Có một thằng Tí. Hả? Tí đó hả? Rầm. Véo. Bình. Vút. Ủa, cậu làm gì trong đó vậy? Khiếp, cậu hôi quá. Thôi giải thích sau, phụ tớ hạ ông Tí kia đi. Dạ. Bộp bộp. Ui ui, ẩm tớ xuống. Ổng mạnh quá, cậu dùng phép hạ ổng đi. Đâu có được, phép chỉ dùng để đánh yêu quái thôi. Quy ước chiến tranh trên thiên đình không cho dùng phép đánh người không biết phép thuật. Nếu chỉ dùng sức thì mình đánh không lại ổng đâu.
không đánh được thì mình phá, không cho họ cưa cây. Chạy đi. Chúng nó chạy rồi, làm tiếp đi. Thằng Tý lo canh chừng tụi nó đó. Rầm. Cưa nhanh lên. Tôi kéo lưỡi cưa dài ra. Ông kéo lại đi. Tôi cũng thế. Ha ha, càng kéo lưỡi cưa càng dài. Lưỡi cưa thành sợi dây cột trâu rồi. Xem kìa. Chóc chóc. Tôi công, bao nhiêu cây mình cưa mấy ngày nay, giờ chúng dính lại hết rồi. Về báo cho ông Trùng biết đi. Hi hi, cậu hay thật đấy. Mình cứ làm như thế cho đến khi có thần núi mới, khỏi đánh nhau. Thần rồng phá chứ không ai vào đây. Nó có phép, ta sẽ nhờ người có phép trị nó. Đạo sĩ tỷ phép. Chuyện nhỏ, đưa tiền công trước, ta sẽ đến đó trị nó. Tu hành gì mà hở tí là tiền. Ta cắm cây cờ phép này ở đây, không ai phá ông được cả. Cốp. Ủa, sao đất cứng như vậy? Không thể cắm cờ xuống được, sao lạ vậy? Cho ông cắm tới già luôn, ha ha. Cộp 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 cộp. Cầm cờ cho ta. Thằng rồng đâu, mau đến đây cho ta bảo. Rồng đây. Á, cứu ta. Ôi, không biết leo cây hả? Cứu ta, cứu ta. Thế mà ông trèo bảng quảng cáo có tỷ phép. Hứ, quảng cáo không xạo, không phải quảng cáo. Trả tiền lại đây. Khoan, để ta bảo học trò của ta đánh nó. Thôi đi ông đánh còn không lại. Người học trò ông tới để năn nỉ nó à? Bà Hòa chú trời mà, không phải ta gọi học trò, mà là nhờ sư phụ ta trị nó. Nó dám hóa cục hù ta. Thần ưng. Có con. Đưa thư này đến cho thầy ta. Sao bỗng dưng trời tối vậy? To chuyện rồi. Lão đạo sĩ kia đã có cứu viện, không đùa nữa đâu. Xin giới thiệu, đại vương Gobi ở sa mạc Gobi. Có đại vương ở đây, ông không sợ ai cả. Ông ấy ở tận bên Mông Cổ mà cũng chịu khó tới đây để bắt tớ. Tớ có giá ghê. Các người làm việc đi, để ta bắt thằng nhóc đó. Tìm nó mang về đây. Mày đây rồi. Cứu tớ, cứu. Dạ. Xuống. Quát quát ầm. Họ đánh nhau dữ quá. Trong khoảnh khắc nữa, thần ứng của ta sẽ mang thằng nhóc đó về đây cho xem. Sư phụ ơi. Hả? Nó nhổ hết lông của con rồi, con giống con gà luộc. Hít. To gan. Đố người chạy đâu cho thoát. Tiểu Văn Canh coi chừng. Ha ha, chỉ cần một cú là ta tóm được nó rồi. Không phải thằng này, thằng này giá ẹc ha, phải bắt thằng rồng cơ. Nếu ngươi không ra mặt, ta sẽ bóp nát thằng nhóc này. Véo véo. Chát. Chạy đi Tiểu Văn Canh. Bịch. Vụt. Không được, đánh như thế, nát hết cày, lấy gì tôi mang về. Ta dùng thứ khác. Vụt ầm. Cũng không được luôn, dùng binh khí nào ông cũng không cho, tôi làm sao đây? Cốp. Tại ông đó, lo cãi nhau với ông, nên tôi bị chảy máu mũi này. Ta sẽ bắt người mà không cần đánh, rào, đậu phép. Ê ôi, mỗi hạt đậu thành một tên lính, đông quá. Tiểu Văn Canh, phụ tớ một tay. Ê, ông to con quá, không thèm đánh. Ông này nhỏ con, tốt. Tao biết tao là hạt đậu lép, nên trốn ra đây. Không thèm chiến mà mày cũng tìm ra. Chát. He he. Không được rồi, rồng ơi. Đánh một ông tiêu, ba ông hiện ra. Càng đánh họ sẽ càng đông đấy. Hư à. Đừng, đừng khóc. Cậu làm trôi đám quần này xuống làng chết dần đấy. Ừ, tớ quên. Vậy thì tớ sẽ cho chúng thành đậu rang. Phù. Yeah, mát mát quá. Chúng đã bị rang rồi, nên bây giờ không sợ lửa. Chạy.
chúng đi rồi, làm việc đi. Cọt. Kẹt. Lưỡi cưa vẫn dài ra không cưa được. Không có thần rồng ở đây, nhưng phép của nó vẫn ở đây. Phải hạ nó mới làm ăn được. Thằng ưng, đi tìm nó cho ta. Con hổng đi đâu, con trùi lũi thế này ra đường gặp con gái xấu hổ lắm. Sư phụ thông cảm. Đi, ta bảo đi. Thằng rồng trời đánh, thà ngươi giết ta còn hơn là để ta xấu dài. Tạm thời cậu ở lại đây, từ từ mình tìm cách đuổi ông Gobi đi. Ôi giời ơi, chùa của phụ nữ mà sao phụ nam đông thế này? Có hai đứa mà sư cô bảo là đông. Sư cô cho hai đứa con ở tạm vài ngày thôi mà. Sư cô mà đuổi bọn con đi là sư cô giết bọn con đấy. Vậy thì cứ ở như cấm quậy à. Ơ, con chim gì ngộ thế? Dò thám của Gobi đấy. Tớ sẽ dùng kế để loại thần ưng khỏi trận chiến. Chào thần ưng, ngươi đây rồi. Ta xin lỗi vì đã làm ngươi xấu dài. Ta sẽ làm ngươi đẹp dày lại với một điều kiện. Ngươi đừng chỉ cho đại vương Gobi biết chỗ ta ở. Ta sẽ làm ngươi đẹp dày lại ngay. Chịu liền. Biến. Hù, ta đẹp dày lại rồi, cảm ơn. Ta sẽ giữ lời hứa. Ơ, thần ưng đẹp dày lại rồi kìa. Ngươi tìm được. Á á, vút vút. Vút vút vút. Người dám bắn ta? Đâu có ạ, tự dưng lông của con bắn ra chứ, con đâu có muốn. Ai gắn lông cho ngươi? Thằng rồng mà. Nó dùng ngươi để tấn công ta. Nó đâu? Con không biết ạ. Lão, người phản bội ta che giấu nó. Nó gắn lông cho ngươi mà ngươi bảo là không biết nó ở đâu. Chết với ta. Đang giao chiến mà ông để mất một phụ tá đắc lực, không hay chút nào. Hừ, thằng nhóc rồng láo thật. Xuống núi tìm nó. Yeah yeah, lâu lắm rồi mới được xuống chợ. Mày làm gì vậy? Tém tóc lại cho đẹp, dưới đó nhiều tóc dài lắm. Ghê, lính ma mà làm điệu, có mà mới nhồm. Nguy rồi cậu rồng ơi, Gobi đang xua quân xuống đây tìm cậu đấy. Phải chặn chúng lại ngay. Cho địa góp ý kiến, lâu lắm rồi chưa ai nghe ý kiến của địa cả. Bọn lính đầu đen nó không bị đốt cháy, cậu lại không thể xả nước cuốn chúng vì ảnh hưởng tới dân chúng. Chỉ còn một cách là chôn chúng. Lỗ nào chôn chúng cho vừa, vả lại chôn xong, đám đó lão Gobi làm ra đám khác. Tôi biết có một miệng núi lửa đã tắt, mình dụ chúng vào đó rồi chôn. Ai bảo ông địa bụng to, chỉ lo ăn với cười, tuyệt. Phân công tới với ông địa dù bọn lính đến miệng núi lửa, hai cậu tìm cách trộm cái túi đầu đen của ổng là xong. Tớ có cách rồi, cậu tìm cho tớ một bịch đầu đen đi. Ôi, bịch đầu đen tôi để đây, ai lấy rồi, giờ lấy gì nấu chè đây? Eo ôi, ổng to tướng như thế, lạng hoạng, ổng đập nát xương. Ổng cắt túi đầu ở chỗ nào, làm sao mình tìm ra được? Trời đất ơi, giờ này mà cậu còn hái hoa bắt bướm. Phù, úi úi, ngứa quá, cậu chơi gì kỳ vậy? Hi hi, gai mắt mèo đấy, thứ này trên thiên đình không có đâu. Tớ sẽ dùng nó để buộc lão Gobi cởi áo, lúc đó mình sẽ thay túi đậu. Hay, khen một cái. Rượu ở đây, ngon hơn rượu ở Mông Cổ, cho ta thêm vài hũ. Phù. Ủa, rượu gì mà uống vào lại ngứa thế này? Rọt rọt. Ngươi cho ta uống rượu độc à? Đâu có, con thề đó. Ngứa quá. Túi đậu kìa, cầu đi. Được rồi. Cậu để gói đậu này vào chỗ cũ cho lão không phát hiện. Lão mà phát hiện ra thì mình khó thoát đấy. Phì, mệt quá, rượu độc quá, người chết với ta. À, thằng trong đâu, nó đâu? Ta đây, bắt nó. Nó chạy kìa, đuổi theo. Chúng trúng kế rồi. Chúng chạy nhanh ghê. Tới miền núi lửa rồi, biến. Ông xô hình giả xuống hố đi. Nó nhảy xuống hố, đuổi tới cùng. Yeah. Chúng xuống hết rồi, cho nổ đi. Ầm. Hả? Ta nghe đội quân của ta là hét ghê lắm. Không lẽ chúng thua thằng rồng?
Ha ha, tôi đã trộn cả đội quân của ông vào miệng núi lửa rồi. Chớ vội đắc thắng, xem đây, biến. Sao vậy, những hạt đậu đen ta đã phơi nắng, phơi sương đủ 3.000 ngày rồi, sao lại không lên nghiệm nữa? Đó là đậu đen để nấu chè. Trời, chúng lấy túi đậu phép của ta lúc nào vậy? Chúng mày chết với tao. Dù ổng xuống đồng, đừng để ổng đánh ở đây, nát cả khu rừng đầy gỗ quý đấy. Gỗ mà cũng quý à? Tài sản của quốc gia đấy. Cậu ở thiên đình nên không biết điều này. Vả lại, rừng bị đốn hết sẽ khiến đồng bằng dễ bị lũ lụt. Chạy đi. Chỗ này được rồi, hợp lực đánh ổng đi. Cho tớ không hợp lực được không? Tớ chẳng có võ mà cũng không có phép, ớn quá. Thế mà mặc áo giáp oi ghê, đúng là hát dở sắm tuần lâu. Dạ. Dạ, rắc. Trời, chỉ có hai tay mà mình còn không đánh lại, giờ ổng có tới bốn tay. Ổng bị kẹt tay dưới đất, tấn công. Cừ, đứa nào níu tay tao. Hấp. Hè, tôi giữ tay hắn không nổi. Dạ, hai người coi chừng. Chắc. Cậu trồng trúng đòn rồi. Dài quá, ai bảo cậu nhậu vô đỡ đòn. Được cứu rồi mà còn mắng tớ nữa à? Thằng trọng nằm rồi, còn hai người thôi, ta thanh toán đây. Xuống. Rầm. Chúng trốn rồi, ta thanh toán người. Xuống. Hừ, thổ địa xem vậy mà lợi hại ghê. Ha ha, còn một đứa. Các cậu ở chơi xấu, bỏ tớ một mình. Ói ói, cha mẹ ơi, cứu con. Con tôi lâm nạn, tôi phải về. Đang điều tra mà ông bỏ đi là tội nặng thêm đấy. Cũng được, chết vì con tôi cũng chịu. Trời, ác tình kia đánh con mình. Xuống. Ôi con tôi, tàn nhẫn, giả man, trác. Bình. Ông đánh cha tớ, tớ phải lên. Theo cậu ta, mau. Dạ, trác. Bắt con. Ken, úi, cậu bị thương rồi mà còn đánh. Tại cậu giỏi quá nên tớ phải liều. Phập, ai bắn thư vậy? Ngón chân út bên trái, chữ đồng tử. Anh chữ đồng tử nhắc tuồng, ông địa níu chân trái của ổng lại đi. Khừ, lại là ông nữa à? Cho ông một đạp này. Dạ. Phập. Á. Bình. Eo ơi, ổng hiện nguyên hình là con tê giác. Thảo nào ổng mạnh ghê hồn. Dù cho ai tài giỏi đến đâu cũng phải có nhược điểm. Sợ quá, chạy không nổi. Đạo sĩ tỷ phép, ông bị bắt vì tội cõng rắn cắn gà nhà, rước ngòi ban về đánh người mình. Lão trộm gỗ suối tôi, tha cho tôi đi. Quan huyện sai tôi, tha cho tôi đi. Ông bị bắt vì tội lấy tài sản quốc gia bán cho người nước ngoài. Cảm ơn các cháu đã giữ khu rừng Văn Canh được nguyên vẹn. Hít hít. Cha tớ bị trúng đòn nặng quá không qua nổi. Có thiền sứ xuống kìa. Vì cảm kích tình phụ tử của cha con thần núi Văn Canh, ta tha tội cho thần núi. Thần núi sẽ được về trời. Tiểu Văn Canh được phong làm thần núi Văn Canh. Con làm không được đâu, con dở ẹt hà. Quỳ xuống nhận phép của thiên đình. Vậy là cậu đã có phép. Cậu hết giả ạt rồi đấy.